Chào mừng các bạn đến với mục điểm tin sáng ngày 25 tháng 7 của Goal Việt Nam. Thông tin đầu tiên của điểm tin hôm nay xoay quanh Manchester United với bản hợp đồng mới của huấn luyện Ole Gunnar Solskjaer. Dù trắng tay cùng Manchester United trong mùa giải 2020-2021 vừa qua, nhưng vị huấn luyện viên này vẫn chiếm trọn niềm tin của ban lãnh đạo đội bóng. Điều đó được khẳng định bằng bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm mà mới đây đội bóng này đã dành cho nhà cầm quân người Na Uy. Việc gia hạn hợp đồng với huấn luyện Ole Gunnar Solskjaer được ban lãnh đạo Manchester United thực hiện chỉ một ngày sau khi công bố tân binh trị giá 73 triệu bảng là Jadon Sancho. Với giao kèo mới này, mức lương của Ole Gunnar Solskjaer cũng được dự kiến sẽ tăng từ 7 đến 10 triệu bảng một năm. Sau gần 3 mùa giải ngồi ghế nóng tại Old Trafford, Solskjaer vẫn chưa thể có được bất cứ danh hiệu nào cùng nửa đỏ thành Manchester. Chính vì vậy, các cổ động viên kỳ vọng đội bóng này sẽ có những khoản đầu tư chất lượng trong phiên chợ hè 2021 để tăng thêm cơ hội cạnh tranh chức vô địch ở mùa giải sắp tới. Thế nhưng, ngay khi mới được gia hạn, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã phải đón nhận thất bại trong trận giao hữu với Queen's Park Rangers trước thềm mùa giải mới 2021-2022. Dù là đội bóng có bàn một tỷ số ngay ở phút thứ 3 sau pha lập công của Jesse Lingard, nhưng sự sơ hở nơi hàng phòng ngự khiến Manchester United chỉ duy trì được lợi thế vỏn vẹn 4 phút trước khi Charlie Austin đưa trận đấu về vạch xuất phát. Ở cuộc đối đầu này, các cầu thủ Manchester United không thể cho thấy sự kết hợp ăn ý, thậm chí có khoảng thời gian họ còn bị Quipia ép sân và kiểm soát thế trận vượt trội, dẫn đến lúng túng. Chỉ trong khoảng 6 phút từ phút 53 đến phút 59, Quỷ Đỏ đã phải nhận liên tiếp 3 bàn thua. Mãi đến phút 73, Manchester United mới tìm được bàn thắng rút ngắn cách biệt nhờ công của Elanga. Đó cũng là bàn thắng cuối cùng khép lại trận giao hữu với tỷ số 4-2 nghiêng về phía Quipia. Các cầu thủ trẻ của Manchester United đã có một ngày thi đấu đáng quên với những màn trình diễn thiếu thuyết phục. Ngoài cuộc chạm trán giữa Quipia và Manchester United, đêm qua và rạng sáng nay, sân cỏ châu Âu cũng vô cùng sôi nổi với hàng loạt các trận giao hữu của những đội bóng lớn. AC Milan đã có được chiến thắng tương bừng 5 sao trước đối thủ được đánh giá thấp hơn nhiều là Modena. Một đội bóng Italia khác là Juventus cũng dễ dàng giành được thắng lợi với tỷ số 3-1, dù không có sự góp mặt của Ronaldo trong cuộc đối đầu với Cesena. Trong khi đó, hai đại diện đến từ Đức lại không có được niềm vui. Bayern Munich để Ajax Amsterdam cầm chân trong trận đấu có tới 4 bàn thắng được ghi, còn Borussia Dortmund còn thể hiện bộ mặt tệ hơn. Trong một ngày thi đấu mờ nhạt của Hà Lan, đội bóng vùng Ruhr không thể chọc thủng được mảnh lưới của Athletic Bilbao và thậm chí còn phải nhận tới 2 bàn thua. Ở hai trận đấu muộn nhất diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 25 tháng 7, Paris Saint-Germain phải trải qua một trận đấu khá nhọc nhằn mới có được chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Auckland. Người ghi bàn thắng duy nhất cho Paris Saint-Germain là tân binh Hakimi. Một tân binh khác cũng đem về bàn thắng cho đội bóng chủ quản của mình ở loạt trận giao hữu đêm qua là Memphis Depay. Cầu thủ người Hà Lan thi đấu rất năng nổ trong trận đấu đầu tiên khoác lên mình chiếc áo của Barcelona sau khi được vào sân ở phút thứ 42. Dẫu vậy, mãi đến phút 85, anh mới tìm được bàn thắng cho riêng mình với tình huống đá phạt đền. Pha lập công của Depay cũng ấn định chiến thắng 3-1 cho Barcelona trước Girona. Bên cạnh kết quả trận giao hữu với Genoa, một thông tin khác cũng liên quan đến Paris Saint-Germain cũng đang được chú ý, đó là tình hình chuyển nhượng của thương vụ Paul Pogba. Theo nhiều nguồn tin, cầu thủ người Pháp đã từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng của Manchester United để chờ ngày hồi hương và đầu quân cho Paris Saint-Germain. Tuy nhiên, có vẻ như anh không mới được chào đón tại đây khi các cổ động viên của đội bóng này đã nhanh chóng có những động thái tẩy chay. Những tấm biểu ngữ với nội dung "Pogba, anh nên nghe lời mẹ mình, bà ấy không mong muốn anh đến đây đâu, chúng tôi cũng thế" được căng bên ngoài sân công viên các hoàng tử nhằm phản đối sự xuất hiện của Paul Pogba. Năm 2018, Pogba từng tiết lộ mẹ anh là một fan của Marseille, đại kình địch của Paris Saint-Germain. Chính vì vậy, anh không có kế hoạch đến chơi bóng cho màu áo của Paris Saint-Germain. Thông tin này cũng đã khép lại điểm tin ngày 25 tháng 7 trên Goal Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!